Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống các cơ quan xúc tiến thương mại phía Nam năm 2020, nhận diện khó khăn, tồn tại, định hướng đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả trong thời gian tới, mới đây tại tỉnh Cà Mau, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại các tỉnh thành phố khu vực phía Nam năm 2020 phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống xúc tiến thương mại cả nước nói chung và các địa phương khu vực phía nam nói riêng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiêu thụ sản phẩm đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu phát triển thị trường trong nước miền núi biên giới và hải đảo đồng thời nhấn mạnh xuất khẩu là điểm sáng kinh tế năm 2020 và trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến thương mại. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại theo hướng ngày càng hiệu quả và phù hợp với tình hình mới. Tại hội nghị giao ban lần này, Thứ trưởng đề nghị các sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại, các hiệp hội tích cực trao đổi về hình thức đổi mới trong triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường liên kết để đạt được hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, đồng thời đóng góp ý kiến về việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay. Hội nghị do Ban công tác xúc tiến thương mại các tỉnh thành phố phía Nam năm 2020 là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư tổ chức tại cà mau do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh cà mau tổ chức.